chào tất cả các bạn như đã hứa. Hôm nay mình sẽ post tiếp những phần tiếp theo của tiểu thuyết kinh dị Mental Hospital, và cụ thể đây nó là màn số 3. Tối qua không thấy gì cả, nó phải bật đèn lên này. Bạn chú ý ở trong này ta sẽ vào đúng cửa số 3, đóng cửa và ngồi chờ nó đi qua. Chạy thủ ta giải phun nỗi buồn luôn. Đây ta sẽ quẹo trái tiếp và đi thẳng. Như bạn biết, ở phần trước con này xuất hiện ra thì dọa mình thôi, từ bây giờ trở đi nó sẽ sơi mình, nó vô mình chết. Ôi, con ma này nó xấu vậy. Ôi, mẹ nó vả phát mình mất 27% máu này. Trang chưa tới lên có 2. Tiếp tục lên có 2 thì hắn bà vào một số cửa như thế này, người ta lấy vật phẩm cần thiết cho chương trình tiếp theo. Đóng cửa lại. Ôi hồ, con gì kì sợ thế. Thằng này ra đây cần đứng chờ. Hết mùa chờ này, đứng chờ bọn này đi áp. Sang căn phòng tiếp theo để lấy một số vật phẩm cần thiết. Các bạn chú ý nhé, cái quyển sách ở phòng này rất quan trọng, các bạn phải tìm mọi người để lấy nó. Không có quyển sách này là hỏng hết, không thể làm được những việc tiếp theo. Sang giờ ta trở về thôi.
cho ạ. Như vậy là đã xong ải số 3 và mình sẽ làm tiếp ải số 4. Các bạn chờ nhé.